Vào ngày 25 tháng 6 năm 2023, mẫu SUV đầu tiên của Dipan, thương hiệu con của Chang'an, chiếc Dipan S7 2023 mới đã chính thức được ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Xe có hai bản chính là Dipan S7 EV và REV. Ở phiên bản EV, Dipan S7 có giá bán 189.900 nhân dân tệ đến 202.900 nhân dân tệ, tương đương 616 triệu đồng và 658 triệu đồng. Còn Dipan S7 phiên bản REV có 3 mẫu với mức giá từ 149.900 đến 169.900 nhân dân tệ, tương đương 486 đến 551 triệu đồng. Dù mức giá xe Dipan S7 khá hợp lý, nhưng Dipan vẫn muốn mang đến cho xe S7 một giá bán tốt hơn, cũng như khi lắng nghe yêu cầu của khách về bản Dipan S7 520 mắc giá rẻ, hãng đã cho ra đời Dipan S7 520 Pro, với giá bán rẻ hơn 10.000 nhân dân tệ, tương đương 32 triệu đồng. Không có thay đổi nào về ngoại hình của Dipan S7 520 Pro so với các mẫu trước đó. Các đường bên của nó trơn tru, kết hợp với cửa không khung, tay nắm cửa ẩn và vành hình 5 cánh hoa. Cổng sạc và cổng xăng lần lượt được bố trí ở chắn bùn sau bên trái và bên phải. Được định vị là mẫu SUV cỡ trung, Dipan S7 520 Pro có kích thước 4750, 1930, 1625mm với chiều dài cơ sở 2900mm, bố trí 5 chỗ ngồi. Đuôi xe cũng không thay đổi với đèn hậu dạng xuyên thấu, logo xe phát sáng và đèn phanh trên cao. Nội thất tối giản với màn hình điều khiển trung tâm 15,6 inch tích hợp Dipan OS, vô lăng hai chấu đáy phẳng và ARHUD 53 inch tích hợp chip Qualcomm Snapdragon 8155. Màn hình điều khiển trung tâm có tính năng ra lệnh, bằng giọng nói thông minh để điều khiển điều hướng và âm nhạc, điểm truy cập Wi-Fi, Apple CarPlay và Huawei HiCA. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến cấp 2 cũng có sẵn, được thực hiện thông qua 6 radar siêu âm và 3 radar sóng mm, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động với khả năng nhận biết cả phương tiện và người đi bộ, làn đường, hỗ trợ thay đổi và giám sát điểm mù. Đến đây, có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên, vậy hai bản Dipan S7 520 là Max và Pro có gì khác biệt? Nó nằm ở việc bản Pro bị cắt nhiều tùy chọn, như không có tính năng giám sát lái xe mệt mỏi, khởi động từ xa, sạc không dây, phía trước sưởi ấm và thông gió ghế, bệ tỳ tay phía sau, đèn viền nội thất và cuối cùng là số lượng loa giảm từ 14 xuống 8. Dipan đã nhận ra điều này khi cho ra mắt S7 Pro, có giá 179.900 nhân dân tệ, 24.600 USD, tương đương 583 triệu đồng. Hệ chuyển động tiếp tục được trang bị một motor đơn phía sau, cho công suất tối đa 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 320 Nm. Thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h là 6,7 giây và tốc độ tối đa là 180 km/h. Bộ pin lithium 3 cấp 66,8 kWh do tập đoàn CALB cung cấp phạm vi di chuyển CLTC là 520 km. Mức tiêu thụ điện năng trên 100 km là 14,2 kWh.